thiết bị điều khiển tay TX của Mavic Air và Mavic Air sau khi mà bị ân linh sau một thời gian rất dài. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách linh lại. Điều đầu tiên các bạn chú ý cho tôi đấy là các bạn chuẩn bị một chiếc điện thoại Android. Các bạn chuẩn bị một chiếc điện thoại Android, đồng nghĩa với việc đấy là các bạn cài giúp tôi phần mềm Fake GPS, phần mềm Fake GPS như hình. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác đầu tiên, đấy là cái việc chúng ta sẽ thực hiện kết nối chiếc điện thoại vào với máy bay như bình thường. Đồng nghĩa với việc đấy là chúng ta sẽ Fake GPS. Tốt nhất là các bạn chuyển vùng Fake sang San Francisco để thực hiện thao tác cho dễ hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên các bạn khởi động máy bay. Với thiết bị máy bay này của tôi thì hiện nay tôi đã fake được GPS sang San Francisco và nó là 11 kênh. Các bạn chú ý đây là tôi đang fake ở 11 kênh sóng. Giờ tôi sẽ kết nối wifi của chiếc điện thoại Samsung có hệ điều hành Android. Các bạn chú ý là làm trên Samsung thì chúng ta sẽ download được phần mềm Fake GPS rất là dễ và đơn giản. Đó. Đây là giao diện của phần mềm Fake GPS. Chúng ta chuyển nó sang vùng San Francisco và một cái công viên nào đấy. Như ở đây là công viên Lake Massage. Đó, tôi chuyển vào đây. Tôi ấn play. Đó, ra bắt đầu chạy tín hiệu Fake GPS thì ở trên góc của trên điện thoại có ký hiệu của dùng Fake. Đó. Sau khi đó là các bạn bật phần mềm DJI Go 4 lên. À đâu. Trước tiên là chúng ta phải kết nối đã. Sorry, chúng ta phải kết nối Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi đến chiếc Mavic Air. Kết nối Wi-Fi đến chiếc Mavic Air. Sau khi kết nối xong thì ta kết bật phần mềm DJI Go 4 lên. Đó, thì khi mà các bạn fake xong thì ở trên màn hình điện thoại sẽ có cái phần đấy là nó sẽ báo là switch wireless setting. Thì các bạn làm ơn ấn cancel giùm tôi, ấn cancel. Sau đó vào GoFly. Vào GoFly. Đó. Đây thì là giao diện của khi mà chúng ta kết nối với cả máy bay với cả điện thoại. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiếp tục phần kiểm tra phần sóng. Quan trọng nhất là cái việc xem chúng ta đã fake thành công hay chưa. Chúng ta vào kiểm tra phần sóng. Phần sóng ở đây thì các bạn thấy là sau khi tôi chuyển xong thì ở đây các bạn thấy có 11 kênh. Tôi sẽ chuyển sang custom nhìn cho dễ. Đây, các bạn thấy ở phần, nếu mà các bạn fake thành công thì nó sẽ có số channel index sẽ từ 11 cho đến 11. Nếu các bạn fake chưa thành công thì nó sẽ là từ 1 cho đến 13. Từ 1 cho đến 13 thì nếu các bạn fake thành công thì nó là 1 đến 11. Sau khi đấy là ok. Ok thì sau khi mà chúng ta đã là fake thành công GPS thì bước thứ hai, bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ tắt phần mềm Fake GPS ở trên điện thoại. Tắt phần mềm Fake GPS ở trên điện thoại. Tắt phần mềm Fake GPS. Đó. Tắt nốt DJI Go 4. Và cái bước quan trọng là các bạn phải khởi động lại chiếc máy bay. Khởi động lại chiếc máy bay. Đó, tôi tắt đi và tôi bật lại. Đó, máy bay được khởi động và tôi đặt xuống. Bây giờ tôi sẽ kết nối chiếc điện thoại Samsung vào với tay điều khiển. Kết nối chiếc điện thoại Samsung vào tay điều khiển. Sau đó chúng ta bật tay điều khiển lên như bình thường. Đó. Các bạn chú ý là tất cả wifi của điện thoại.
để nó không còn kết nối đến chiếc Mavic Air của chúng ta nữa. Đó, để nó không còn kết nối đến chiếc Mavic Air nữa. Và khi đấy nó sẽ hiện đèn nháy màu vàng. Và đây như các bạn thấy là chiếc tay điều khiển của tôi và chiếc máy bay đang chưa link với nhau. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở trên tay điều khiển có hình màu đỏ. Màu đỏ tức là chưa kết nối, khi nào nó chuyển màu xanh thì đồng nghĩa với việc là máy bay của chúng ta đã được kết nối. Bây giờ ta sẽ thực hiện thao tác là giữ cái nút nhấp nháy này, nút gọi là nút function trên máy bay, giữ 4 giây và nghe kêu tiếng beep một phát. Giữ, kêu beep, ok. Đồng tiếp được chúng ta ấn tổ hợp phím pause function, hai nút function để tay điều khiển bắt đầu link. Đó, ok. Khi mà trên đèn điều khiển hiện màu xanh đồng nghĩa với việc tay điều khiển đã được kết nối máy bay, và đây tôi đã có thể khởi động máy bay bằng tay điều khiển. Đó ạ. Quý vị các bạn thấy rõ không ạ? Đó. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác lại, tức là thao tác pair tiếp. Khi mà pair chiếc điện thoại vào với máy bay thì chúng ta sẽ giữ cái thao tác là giữ cái nút function của máy bay trong vòng 9 giây. Một lần. Nó sẽ kêu 3 lần, 2 lần. Và 3 lần. Đó. Khi này là chúng tôi đã giữ đấy, các bạn thấy hiện đèn màu vàng không ạ? Thì là chiếc máy bay đã được ấn pair ra khỏi tay điều khiển. Các bạn thấy tay điều khiển của chúng ta đã chuyển sang màu đỏ, đồng nghĩa với việc là bị ân linh. Bây giờ chúng tôi sẽ lại linh lại một lần nữa. Bạn giữ 4 giây. 1. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn tổ hợp function. Đó, và tôi để gần máy bay. Đó, đây là linh rồi ạ. Đó, quý vị các bạn thấy ạ. Chúc quý vị và các bạn thành công. Nếu anh em nào thực hiện thao tác thấy khó, có thể qua Tokyo Camera để được support hỗ trợ. Qua đây thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Bạch Thành Lê và cảm ơn anh em của hội Flycam đã giúp đỡ tôi, cũng như là anh em hỗ trợ nhau tìm cách để phục thù con quái vật này sau một thời gian rất dài. Tôi cảm thấy rất căng thẳng, đã có những thời điểm mà tôi ngồi ra một cái đảo trống ở bên Hồ Yên Sở và ngồi muỗi đốt cho hết người luôn mà vẫn không linh được. Tôi và Tâm Vũ đã làm cái thao tác đấy là linh 3 chiếc máy bay bằng một tay điều khiển cũng không thể được. Xin cảm ơn anh em.